Kính thưa quý vị, ba nhà khoa học gia Hoa Kỳ đã được trao giải Nobel Hóa học. Theo tin từ Stockholm, ba khoa học gia Hoa Kỳ đã được trao giải Nobel Hóa học vì đã tiên phong dùng phân tích điện toán kích thích các phản ứng hóa học phức tạp và đã thúc đẩy thêm sự tiến bộ trong lĩnh vực chế thuốc cho tới khai thác năng lượng mặt trời. Giải thưởng 8 triệu crown Thụy Điển tương đương với 1.25 triệu Mỹ Kim được trao cho giáo sư Martin Kaplis giảng dạy tại trường Đại học Strasbourg ở Pháp, Harvard và Cambridge ở Hoa Kỳ, giáo sư Michael Levitt của trường Đại học Y khoa Stanford và giáo sư Ariel Warshaw của trường Đại học Nam California. Giáo sư Kirsty Hermansen dạy môn hóa học hữu cơ của trường Đại học Uppsala nói rằng các giáo sư được trao giải thưởng là những nhà tiên phong cách mạng hóa học. Dùng computer, họ đã phát triển những mô thức và kiểu mẫu dùng computer một cách tốt nhất cho các thí nghiệm phức tạp và cũng đã tạo thêm một kiến thức mới. Giáo sư Kaplis là một công dân Hoa Kỳ có quốc tịch Úc, giáo sư Levitt là công dân Hoa Kỳ có quốc tịch Anh và giáo sư Warshaw là công dân Hoa Kỳ có quốc tịch Do Thái. Giải thưởng Nobel Hóa học là giải thưởng thứ ba được công bố sau khi giải Y khoa và Vật lý. Giải thưởng được trao cho những người thành công về các lĩnh vực khoa học, văn chương và hòa bình, được trao tặng lần đầu tiên năm 1901 theo di chúc của nhà phát minh thuốc nổ Alfred Nobel.